Đây các bạn thấy chân tớ bị tông chảy máu ra đi này các bạn này. Thế là nó đi ngủ với nhau ở trên trời các bạn ạ. Xong là nó cứ ở trên trời chém tớ thôi. Hôm trước thì nó rơi kính, hôm nay nó chém tớ ngã ra xe ở ngoài đường. Xong là cái người xe ôm chở tớ lên công an thì không bắt được cái thằng kia. Thế bây giờ trên này nó cứ ngủ với nhau, xong nó bảo là chém tớ, xong nó cứ ngủ với nhau, xong quậy phá tớ ở trong nhà thôi các bạn ạ. Xong đi ra ngoài đường nó hành thích tớ như này, tớ không làm gì với nhau cả, cơ trên thế giới chém tớ thôi. Tớ đi chùa các kiểu, xong nó ngủ với nhau, nó bảo tớ dẫn gái về nhà ngủ với nhau, xong rồi là chém mày hoặc dẫn về nhà để quậy phá mày cơ. Xong khi tớ không làm gì chúng nó cả, tớ nằm trong phòng ngủ, tớ thuê người bảo vệ rồi, tớ thuê nhà hoặc ở nhà của tớ, nó còn cho người đến chém cả nhà. Thế các bạn ạ, xong nó cứ ngủ với nhau trên tớ, xong nó chém tớ không biết hiểu sao chúng lại là có hành động khốn nạn như thế các bạn. Xong bảo tao ngủ với chuyện nạc với nhau xong chém mày này, tớ không làm gì chúng nó cả, cuộc sống tớ bình thường. Ngày xưa tớ đi hát đám cưới cho cái tiệm ma cưới ở chỗ nào tớ cũng nào, hoặc là hát cho quán ba phòng trà. Bây giờ tớ nghỉ tớ ở nhà đấy các bạn, nó lừa tớ để con, bây giờ thấy mình lừa hiếp dâm, nó cứ đẻ hiếp dâm mình chiều, xong quậy phá tớ. Thằng ngày nó có ăn nằm với nhau, xong nó dọa nó chém người ta này, chém tớ chảy máu chân. Các bạn nhìn nhập viện bây giờ tớ đau đầu, xong người toàn máu me be bét này, chẳng qua giúp cả một mình một nhà, không biết ai họ hàng thân thích không có. Xong là chẳng may có thi đậu ngoài tú tài hoặc là giải thưởng các âm nhạc nào đó, nhiều người nhận là con cháu họ lắm. Thế là tớ đầu thai nghĩ nhận làm con nuôi và gia tộc nhau, tất cả gia tộc. Xong bây giờ nằm viện là trơ trụi một mình, chả qua cả bạn. Xong bây giờ nó hiếp dâm tớ, nó ăn nằm với nhau, xong nó đâm chết người ta, xong giả vào là chồng con gì. Tớ không có chồng nào cả đây, nên nằm một viện một mình. Bây giờ phải nhờ mấy cái người ở công an phường, mấy cái người tiệm mắm cưới người ta chở đi viện. Các bạn này chả qua chẳng quen biết gì cả, hỗ trợ người đường hoặc là nhờ mấy người dân không quen biết gì cả. Thế mà nó ngủ với hiếp dâm người ta, nó không trả tiền, nó còn chém người ta ở nhà. Xong bây giờ đến lúc tớ nhập viện này chả thấy ai trong nhà các bạn ạ.